Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông à, Lời đầu tiên thay mặt 30 tập chương trình Xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về là, về cái ngày tốt Để chúng ta tiến hành công việc mua xe Trong cái tháng 7 âm lịch năm 2024 Năm Giáp Thìn à, Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Thưa quý vị Quý vị biết ý, cái tháng 7 âm lịch nó là tháng nhâm thân, đúng không ạ? Tháng nhâm thân. Tháng nhâm thân là tháng đủ có 30 ngày, nó có hai tiết khí là tiết lập thu và tiết sơ thứ. Và cái tháng nhâm thân nó khởi bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 dương lịch đến ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch. Tương ứng ngày mùng 4 nó sẽ là ngày mùng 1 dương lịch ấy, ngày mùng 1 âm lịch đó là ngày canh tí, đó là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch đó. Và cái việc mua xe nó diễn ra trong tháng 7 âm lịch thì hầu hết là mọi người đều kiêng rất nhiều người kiêng kỵ về cái việc mua xe trong tháng 7 âm lịch ấy. Tuy nhiên nếu quý vị phải mua một vài công việc bất đắc dĩ cần làm ngay thì quý vị có thể làm được và chúng ta chưa cần phải chọn ra những ngày lành tháng tốt. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử thông sẽ sử dụng cái quyển sách ngày tốt toàn thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những ngày lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc là chọn ra những ngày tốt mua xe trong cái tháng 7 âm lịch. Thì ở trong cái quyển sách ngày tốt toàn thư trang 197 ấy nó có là 43 tiêu chí để chọn ra một ngày tốt mua xe. Thì quý vị có thể Tham khảo thêm quyển sách Ngày tốt tuần thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Ngày tốt tuần thư nhé. Tự xem ngày lành tháng tốt cho mình tất tần tật các ngày mà không bị phụ thuộc vào bất cứ ai. Và cái quyển này xem trọn đời quý vị nhé, xem trọn đời. Đâm ra quý vị có thể là gì? Chuyển cho con cháu xem cũng được. À thưa quý vị, thì nói chung ấy đầu tiên bao giờ cũng vậy để chọn ra những ngày lành tháng tốt để tiến hành công việc mua xe thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu đi trước đó. Và những ngày xấu cần tránh trong cái tháng 7 âm lịch thì nó bao gồm những ngày sau. À, quý vị có thể mở trang 197 của cái sách này tốt tuần thư nhé Thì nó bao gồm những ngày sau này. Ngày đầu tiên là cái ngày gì? Ngày sát chủ, ngày sát chủ nó là ngày hợi và ngày xỉu Ngày xỉu thì bao gồm ngày mùng 2 là ngày Tân xỉu này, ngày 14 là ngày Quý xỉu này và ngày 26 26 là ngày Ất xỉu đúng không ạ? Còn ngày hợi thì chúng ta sẽ bao gồm có hai uh, ngày, ngày 12 là ngày Tân Hợi nó là ngày sát chủ và ngày 24 À, ngày 24 là ngày quý hợi nhé nó cũng là ngày sát chủ mà chúng ta phải kiêng tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải kiêng kỵ đó chính là ngày thụ tử ngày thụ tử thì nó rơi vào những ngày xỉu thì nó trùng với ngày sát chủ nhé trùng với sát chủ nó bao gồm là ngày mùng 2 này ngày 14 này ngày 14 và ngày 26 đó. những ngày mà tử thông đọc nó là ngày âm lịch nhé ngày âm lịch thì nếu mà quý vị biết nó là ngày dương lịch là ngày nào và nó là thứ mấy thì quý vị có thể gióng lên cột này nhé đây là cột thứ trong tuần này đây là cột ngày dương lịch này Ví dụ như ngày 14 này thì nó rơi vào ngày 17, nó rơi vào ngày thứ bảy đúng không ạ? Đó. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải kiêng kỵ đó là ngày Dương công. Cái Dương công cũng kỵ mua xe nhá. Ngày Dương công trong tháng này nó, là, nó bao gồm ngày mùng 2 và ngày 29. Thì ngày mùng 2 nó là ngày Tân Sửu này, ngày 29 nó là ngày Mậu, Mậu Thìn đó. Tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải kiêng kỵ đó là ngày Tam nương. Ngày Tam nương thì chúng ta sẽ có 6 ngày, bao gồm ngày mùng 3, ngày mùng 7, ngày 13, ngày 18, ngày 22 và ngày 27. Thì ngày mùng 3 nó rơi vào ngày nhâm dần đúng không ạ? Ngày mùng 7 nó là ngày bính ngọ. Ngày 13 nó là ngày nhâm tý. Ngày 18 là ngày đinh tỵ. Ngày 22 nó rơi vào ngày tân dậu và cuối cùng là ngày 27 nó rơi vào ngày bính dần. Đó, đó là những cái ngày tam nương. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải kiêng đó là ngày nguyệt kỵ. Nguyệt kỵ có 3 ngày mùng 5, 14, 23. Ngày mùng 5 nó là ngày giáp thìn. Ngày 14 thì nó rơi vào ngày quý sửu và ngày 23 thì nó là ngày ngày nhâm tuất. Đó, À, tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải kiêng đó là ngày nguyệt phá đó là ngày kiêng thứ sáu đúng không ạ ngày nguyệt phá nguyệt phá nó là những ngày dần tại vì tháng thân thì dần thân là tương xung bao gồm những ngày sau này ngày dần chúng ta ngày mùng 3 là ngày nhâm dần này ngày 15 là ngày giáp dần và ngày 27 là ngày bính dần đó đó là những cái ngày nguyệt phá thì bên cạnh đó quý vị cũng cần phải kiêng kỵ nhá kiêng kỵ những ngày mà uh, có ngày trực thâu ấy ngày trực thâu nó là ngày tỵ ngày tỵ chúng ta có ngày mùng 6 này mùng 6 là ngày tỵ này đó, ngày mùng 6 và ngày 18 là ngày đinh tị đúng không? ngày 30 là ngày kỷ tị tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải kiêng đó chính là ngày trực bế là ngày mùi trực bế là ngày mùi thì quý vị kiêng kỵ nhé ngày đinh mùi này ngày mùng 8 này mùng 8 và ngày 20 là ngày kỷ mùi đó tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cũng nên lưu ý đó là ngày không vong ngày không vong là ngày mùng 8 và ngày 16 nhé ngày mùng 8 này và ngày 16 16 thì chúng ta không dùng đó Tiếp đến một ngày nữa là ngày trường đoàn tinh, đó là ngày mùng 8 và ngày 21 đúng Thì thêm ngày 21 thì quý vị cũng cần phải lưu ý nhé Có nhiều cắt tinh thì quý vị dùng được còn không thì thôi. Tiếp theo là một ngày nữa là ngày đại hao. Ngày đại hao thì nó sẽ là ngày tí, ngày tí thì chúng ta có những ngày sau này. Mùng 1 là ngày canh tí này. Ngày 13 là ngày nhâm tý và ngày 25 là ngày giáp tý đó. Tiếp theo là ngày tiểu hao nó là ngày hợi, ngày hợi là trùng ngày thụ tử rồi, trùng sát chủ chúng ta lại bỏ nhé Tiếp theo là ngày 13 ngày là ngày xích khẩu. Ngày xích khẩu nó là ngày ngày mùng 3, ngày mùng, mùng 9 và ngày 15. Ngày mùng 3 chúng loại rồi này, ngày mùng 9 thì nó có xích khẩu này và ngày 15 thì là ngày giáp dần đúng không ạ? Tiếp đến ngày uh, hàm trì thì nó là ngày dậu, ngày hàm trì là ngày dậu. Như vậy chúng ta ngày dậu ngày mùng 9 này, ngày mùng 10 kỷ dậu này và ngày 22 là ngày tân dậu. Một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải loại bỏ đó chính là ngày ngày hoang vu nó là ngày hợi thì ngày hợi trùng với ngày gì sát chủ chúng ta bỏ rồi nhé tiếp theo ngày thiên tặc là những ngày tuất hoặc ngày thiên tặc tại sao kiêng đúng không ạ ngày thiên tặc phải kiêng là vì trong những ngày này nó rất dễ xảy ra cái tình trạng là trộm cắp mất xe vậy nên là người ta cũng kiêng kỵ đặc biệt là lấy ô tô hoặc là lấy xe máy thì người ta kiêng vào những ngày này nhé ngày tuất bao gồm những ngày sau này ngày tuất thì chúng ta sẽ có ngày 11 là ngày canh tuất này à, ngày 23 là ngày nhâm tuất đúng không ạ có hai ngày tiếp đến là ngày một ngày nữa là ngày câu giảo hà khôi thì nó là ngày tị Ngày tị thì là ngày mùng 6 này và ngày 18 đúng không ạ? Ngày 18. Tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải kiêng đó là ngày tài ly, ngày tài ly đó là ngày dậu. Ngày tài ly là ngày dậu thì chúng ta sẽ có ngày mùng 10 kỷ dậu này. Mùng 10 và ngày 22 đúng không ạ? 22 tân dậu. và ngày một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải xem xét kỹ đó là ngày đại sát, ngày đại sát đó là ngày thìn. Ngày thìn chúng ta ngày mùng 5 này, ngày 17 này, và ngày hai mươi chín đúng không hai mươi chín tiếp đến một ngày nữa là ngày Nguyệt hư ngày Nguyệt hư nó là ngày mùi nhá ngày mùi thì chúng ta có ngày mùng tám đinh mùi này mùng tám ngày hai mươi là ngày kỷ mùi đó một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải xem xét kỹ đó chính là ngày Nguyệt yểm Nguyệt yểm đó là ngày thìn ngày thìn thì chúng ta có ngày mùng năm này mười bảy này và ngày hai mươi chín hai mươi chín Tiếp theo một ngày nữa là ngày nguyệt ngày nguyệt hại, nó là ngày hợi thì ngày hợi chúng ta bỏ rồi. Như vậy ngày hợi trong tháng này cũng khá là xấu nhé quý vị không nên dùng nhé à, tiếp theo ngày hung bại, ngày hung bại nó là ngày 21, 21 nó là ngày đinh tỵ đúng không ạ? À, ngày tứ phế thì nó là ngày kỷ tỵ, ngày kỷ tỵ là ngày ngày 30. Và một ngày nữa là ngày tứ hao, ngày tứ hao nó là ngày mậu ngọ, ngày mậu ngọ thì quý vị cũng cần phải xem xét đó. À, tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cũng nên kiêng đó là ngày thiên thượng không vong Thiên thượng không vong thì nó bao gồm ngày sau này, ngày đinh sửu này, ngày sửu chúng ta bỏ đúng không ạ? Ngày mậu dần chúng ta cũng bỏ rồi. Ngày đinh mùi, ngày đinh mùi thì chúng ta có ngày mùi chúng ta có này, ngày mùng 8 đinh mùi này lại dính vào thiên thượng không vong này. À, tiếp theo chúng ta xét đến ngày nhâm thìn, ngày nhâm thìn cũng bỏ. Nhâm thìn thì ngày thìn giáp bính mậu không có nhâm thìn. Đó. Ngày quý tỵ, ngày quý tỵ thì ngày tỵ chúng ta có ất đinh kỷ không có quý tỵ. Đó, ngày mậu thân, ngày nhâm tuất. Mậu thân thì trong tháng này có không? Mậu thân này, đúng không ạ? Và ngày nhâm tuất này, nhâm tuất canh nhâm là 11 và 23 nhâm tuất chúng ta bỏ rồi. Đó. Và ngày cuối cùng là ngày quý hợi, ngày quý hợi thì nó sẽ là ngày ngày 24 chúng ta cũng bị phạm ngày sát chủ chúng ta bỏ rồi nhé. Đó là những cái ngày xấu mà quý vị cần phải tránh đúng không ạ? Như vậy là quý vị thấy đấy có rất nhiều ngày xấu mà quý vị lỡ mua xe vào phát là có như là dính trưởng đúng không ạ? Và tiếp theo là để chọn ra ngày tốt thì Tử Thông sẽ sử dụng các khắc thần trong quyển sách ngày tốt toàn thư nhé. Quý vị mở trang 197 ra, chúng ta cùng tìm xem cái ngày tốt đó là ngày tốt nào. À, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư tự xem ngày lành tháng tốt cho mình quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta cùng xét ra những ngày tốt này. Thì đầu tiên chúng ta chọn ra những ngày có thiên đức đúng không ạ? Ngày tốt mua xe đầu tiên là ngày, ngày có thiên đức. Thiên đức thì nó sẽ là những ngày quý. Ngày quý chúng ta có ngày mùng 4 ngày quý mão này, nó là ngày đầu tiên này. Ngày 14 là ngày 14 sẽ là ngày quý sửu và ngày 24 sẽ là ngày quý hợi nhưng mà những ngày này không dùng được. Tiếp theo ngày thứ hai là ngày thiên đức hợp đó là ngày mậu. Ngày mậu thì chúng ta sẽ có những ngày nào? Ngày mùng 9 là ngày mậu thân này. Ngày 19 là là ngày mậu ngọ này. Đó. Và ngày 29 là ngày mậu, mậu thìn thì mậu thìn chúng ta không dùng được rồi. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng có thể chọn đó là ngày nhâm là ngày nguyệt đức đúng không? Ngày nguyệt đức là những ngày nhâm. Ngày nhâm thì chúng ta sẽ có những ngày sau này. Mùng 3 này, là nhâm dần, 13 là nhâm tí và ngày 23 thì nó là ngày nhâm tuất. Đây đều là những ngày xấu chúng ta không dùng được. Tiếp đến đến ngày nguyệt đức hợp thì nó là ngày đinh. Ngày đinh thì chúng ta có ngày mùng 8 là ngày đinh mùi này. Ngày 18 là ngày đinh tỵ và ngày 28 là ngày đinh mão. Đúng Như vậy chúng ta sẽ có ngày tốt đinh mão là ngày tốt thứ hai. Tiếp theo chúng ta sẽ uh, xếp một ngày nữa là ngày thiên quý. Ngày thiên quý là ngày canh và ngày tân. Ngày canh thì chúng ta có ngày mùng 1 canh tí này, 11 là canh tuất này, đúng không ạ? 11 canh tuất. Và ngày 21 là ngày canh thân, đó. Như vậy ngày canh tuất và canh thân chúng ta dùng được nhá. Đó là ngày 11 này thì đó là ngày tốt thứ ba này. Ngày canh thân, à, canh thân nó là ngày tốt thứ tư. Đó. Tiếp đến một ngày nữa là ngày tân, ngày tân thì chúng ta sẽ có ngày nào? Ngày mùng 2 tân sửu, 12 tân hợi và ngày 22 là ngày tân tân dậu, toàn là những ngày xấu chúng ta không dùng được. Tiếp theo là ngày thiên tài là ngày thìn. Ngày thìn thì chúng ta có ngày mùng 5 giáp thìn này, 17 là bính thìn này và ngày 29 là ngày mậu thìn. Đó. Tiếp đến một ngày nữa là ngày nguyệt tài, ngày nguyệt tài thì nó là ngày ngọ. Ngày ngọ thì chúng ta sẽ có ngày nào? Chúng ta sẽ có ngày mùng 7 là bính ngọ này. Mùng 7 là bính ngọ và ngày 19 là ngày mậu ngọ thì ngày 19 mậu ngọ nhé, quý vị dùng được nhé Nó là ngày tốt thứ năm. Tiếp theo, một ngày nữa là ngày thiên phú, ngày thiên phú là những ngày tuất. Ngày tuất thì chúng ta sẽ có những ngày nào? À, có ngày 11 là ngày canh tuất này ngày 23 là ngày nhâm tuất thì ngày 11 chúng ta chọn rồi đó ngày 23 thì không dùng được đó à, tiếp theo chúng ta xét một ngày nữa à, đó là ngày gì ngày dịch mã thì nó là ngày dần ngày dần thì chịu rồi không dùng được đúng không ạ ngày yếu an thì nó là ngày thìn ngày thìn thì chúng ta còn những ngày nào ngày thìn này thì chúng ta có ngày mùng 5 này ngày 17 là ngày à, bính thìn này và ngày 29 là ngày mậu thìn thì ngày 17 nhá, 17 quý vị có thể dùng được nhé Đó, nó cũng có nhiều cái cutting. tinh Tiếp đến là ngày khắp nhật để mua xe thì có ngày Bính Tý, ngày Canh Tý, ngày Nhâm Tý. Ngày Bính Tý, Canh Tý, Nhâm Tý thì không dùng được đúng không ạ? Tiếp theo là ngày gì? Giáp Dần cũng không dùng được này. Ất Mão thì Ất Mão có. Nhâm Quý này. Mùng 4 16 là Ất Mão đúng không ạ? Ất Mão này, Ất Mão có đúng không ạ? Thì quý vị có thể dùng được nhé Đó là ngày cắt nhật mua xe thì nó là ngày tốt thứ 6. Nó ngày 16 là ngày tốt thứ sáu đúng không? Tiếp theo là ngày Tân Mão, Quý Mão. Ất tinh kỷ Tân Quý thì dùng rồi, Tân thì không có đúng không ạ? Tiếp theo là đến ngày Nhâm Ngọ, ngày Ất Mùi. Nhâm Ngọ thì không dùng được rồi, Ất Mùi thì cũng không dùng được đúng không? Ất Mùi. Mùi này. Ngày Mùi chúng ta có những ngày nào? Đinh Kỷ không Ất đúng không ạ? Ngày Quý Mùi, Đinh Kỷ. Đinh Mùi Kỷ Mùi không Ất Mùi và ngày tiếp theo là chúng ta có ngày giáp thân, ngày tân dậu, giáp thân. Thì ngày thân chúng ta có ngày mậu này. Mậu thân này. Mậu so đến gì? À, giáp bính mậu canh, mậu thân canh thân. cái thân chúng ta dùng rồi, nhưng thân không có. Tiếp đến là ngày uh, trực mãn, nó là ngày tuất. Trực mãn là ngày tuất. Thì ngày tuất đây chúng ta có ngày 11 canh tuất chúng ta dùng rồi nhé. Và tiếp theo một ngày nữa là ngày trực khai, nó là ngày ngọ. Ngày ngọ thì có ngày mậu ngọ chúng ta cũng dùng rồi này. À, cuối cùng là ngày tụ tài ngày tụ tài là những ngày thân ngày thân thì chúng ta sẽ có những ngày nào Được, ngày thân thì chúng ta sẽ có ngày mùng 9 là ngày mậu thân này thì nó là ngày tốt thứ thứ bảy nhé ngày mùng 9 và ngày 21 là ngày canh thân thì chúng ta chọn rồi nhé 21 canh thân chúng ta chọn rồi đó như vậy là gì trong cái tháng trong tháng 7 âm lịch ấy, thì chúng ta sẽ có 7 này 7 ngày tốt đúng không ạ có 7 ngày tốt 7 ngày tốt để chúng ta mua xe Đấy. Thì 7 ngày tốt mua xe trong cái tháng 7 âm lịch Thì bao gồm những ngày sau này Ngày đầu tiên ngày là, là ngày mùng 4 Ngày quý mão Ngày tốt thứ hai là ngày mùng 9 Ngày mậu thân Ngày tốt thứ ba là ngày 11 Là ngày canh tuất Ngày tốt thứ tư là ngày 16 Ngày ất mão Ngày tốt thứ năm là ngày 19 Là ngày mậu ngọ Ngày tốt thứ sáu là ngày 21 Là ngày canh thân Và ngày tốt thứ bảy Thì nó là ngày 28 Là ngày đinh mão Là ngày đinh mão Đó đó là bảy cái ngày tốt Để chúng ta tiến hành công việc mua xe trong cái tháng 7 âm lịch năm 2024 là gió thìn thì quý vị có thể cho dừng màn hình lại chép lại chụp lại và chọn ra cho mình những cái ngày phù hợp nhất để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi hanh thông và may mắn à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn